bắt Phó trưởng Công an Đồ Sơn về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Chiều ngày 23 tháng 7, trả lời VTC News, Công an thành phố Hải Phòng cho biết, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn, Hải Phòng và Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn liên quan đến sai phạm trong giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại quán karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Trước đó, ngày 11 tháng 5, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn. Những người này bao gồm Trung tá Đinh Đình Việt, sinh năm 1975, đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, sinh năm 1992, phó đội trưởng đội quản lý hành chính về trật tự xã hội, và Thượng úy Nguyễn Viết Công, sinh năm 1992, cán bộ đội quản lý hành chính về trật tự xã hội để điều tra làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Ngay sau đó, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng. Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ngày 21 tháng 1, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Hữu Cường, 36 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn để điều tra về hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án. Trước khi bị cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khởi tố bắt tạm giam, ông Nguyễn Hữu Cường giữ cấp bậc thiếu tá và là phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp Công an Đồ Sơn. Ông Cường cùng 3 cán bộ công an trên bị khởi tố do liên quan đến việc làm sai lệch hồ sơ vụ bắt giữ nhóm người dương tính với ma túy tại quán karaoke mà Công an quận Đồ Sơn thực hiện ngày 13 tháng 1 năm 2020. Như VTC News đã đưa tin, vụ việc vụ nhóm cán bộ chiến sĩ Công an quận Đồ Sơn làm sai lệch hồ sơ liên quan quá trình giải quyết vụ việc có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke Hải Sơn thuộc địa phận phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Người phanh phui vụ việc này là cựu thiếu tá Trịnh Văn Khoa. Theo chia sẻ của anh Khoa, rạng sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, các cán bộ chiến sĩ của đội điều tra tổng hợp và quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn thực hiện kiểm tra đột xuất quán karaoke Hải Sơn trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức và phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamine. Sau khi thu giữ tăng vật, lập biên bản hiện trường, đến 6 giờ cùng ngày, 28 người được đưa về Công an quận Đồ Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả 25 trên 28 người dương tính với ma túy. Các cán bộ công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều ngày 13 tháng 11, Thiếu tá Cường, Phó đội trưởng đội điều tra tổng hợp, chỉ đạo cấp dưới của mình là Thiếu tá Khoa dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân. Bắt đầu từ tối đến 22 giờ 30 cùng ngày, lần lượt toàn bộ những người bị bắt giữ được cho về. Thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, Thiếu tá Khoa làm đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, đồng thời xin ra khỏi ngành.